Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Nếu như mà quý anh chị đang cần tìm một xe 5 chỗ gầm cao, mái thoáng, thiết kế khá là hiện đại luôn, trẻ trung, thanh lịch, đậm chất công nghệ luôn nha quý anh chị, mà không muốn sở hữu đã xe xăng mà lại muốn sử dụng một xe động cơ dầu thì có trải nghiệm và cảm giác lái nó khác biệt hoàn toàn so với xe xăng nha. Thì chỉ có duy nhất trong phân khúc CUV cỡ xe như thế này ha, thì chỉ có Hyundai Tucson và Kia Sportage là sử dụng động cơ dầu thôi nha quý anh chị. Tại vì hai xe này thì sử dụng chung một động cơ, tại vì chung một công ty mẹ là công ty Kia thôi nha. Hai xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, sử dụng động cơ dầu duy nhất trong phân khúc CUV cỡ C. Đấy, nếu như mà muốn trải nghiệm, muốn đánh giá và muốn có cảm giác lái nó khác biệt hơn so với các đối thủ thì nên cân nhắc con xe nha. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Tucson phiên bản 2.0 dầu đặc biệt đời 2022. Xe đi ô đô, đi chuẩn ô đô hơn 34.000 về 34.000 km, thì sẽ không giảm quay nội thất ô đô việc kiểm tra cho quý anh chị xem. Thì xe này bên em đang chào bán đâu đó hơn 940 triệu, tiết kiệm hơn so với xe mới đâu đó khoảng tầm 200 triệu hơn. Thời điểm hiện tại xe có giá niêm yết là 1 tỷ 060 và phí lăn bánh tại tỉnh luôn thì dao động đâu đó gần 1 tỷ 170. Đấy, tiết kiệm hơn 200 triệu so với xe mới nha quý chị. Thì có nên cân nhắc, có nên lựa chọn hay không thì cùng comment ý kiến trao đổi quan điểm với em nha. Rồi mình trên Tucson xong máy dầu á, thời điểm mới ra mắt á, được khá là nhiều quý chị quan tâm và tin dùng luôn, và có khi cộng bia lạc đâu đó 120 triệu để nhận xe ngay nha quý chị. Đấy, thời điểm đó 2022 tháng 2 2022 thì có khá là nhiều anh chị quan tâm khi mà ra mắt mẫu này và phải đợi chờ đặt đâu đó đợi khoảng tầm 3 đến 6 tháng hoặc là nhiều khi tới 8 tháng nha anh chị. Thì hiện tại xe có sẵn trong ngay khá là nhiều rồi. Thị trường xe ô tô hiện tại khá là ảm đạm nha. Giá cực kỳ tốt cho anh chị khách hàng dễ sử dụng luôn. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần kiểm tra xe cho anh chị xem. Xe được trang bị cho mình là cảm báo va chạm phía trước, cam 360, bóng bi LED, dãy thiết kế nè, mặt ca lăng nhìn nó rất là hầm hố nha. Đấy, bóng bi rồng luôn nha anh chị. Xe có sơn màu trắng nè, liền lạc đồng mà trực trước là sao khá là bóng bẩy nha. Trên phiên bản 2.0 dầu đặc biệt thì chỉ được trang bị mâm 18 thôi nha, phiên bản turbo thì mới được trang bị cho mình là mâm 19. Đây mâm 18, vỏ là vỏ Essen, vỏ nguyên xin theo xe nha. Đĩa, cái đĩa thì chủ là độ là màu đỏ thì nhìn khá là nổi bật nha, mâm phay trước nè khá là đẹp mắt luôn. Trên nút xanh dầu thì thiết kế khá là góc cạnh nha quý chị, nhìn nó rất là thể thao luôn. Đường bộ đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2024, bộ tôi dùng cho quý chị nha. Xe có sơn màu trắng nè, liền lạc đồng mà thì trước là sao luôn, rất là bóng bẩy nha. À, bên em còn một con nữa Tucson dầu 2020 nha quý chị. Đấy, nếu như mà quý chị thích thơm cũ quá thì nên cân nhắc con này nha. Tucson dầu 2020 màu đen và Tucson dầu 2022 màu trắng. Đấy. Xe máy biển tỉnh 62 Long An nha. Bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên đầu quắc. Quý chị yên tâm về hồ sơ pháp lý nha. Thiết kế trên dầu à, Tucson dầu 2022 là logo ẩn sông nhau quý chị. 2.0 dầu, 2.0 dầu là phiên bản có cái giá thành mắc nhất nha quý chị. Bản cao cấp nhất thì được trang bị cốp chỉnh điện nha. Về phần cốp nè, đấy rộng rãi vô cùng luôn, để 4 5 cái hành lý, bộ gót, hai bộ gót vô tư nha. Đồ nghề con đội ta quay bánh xe cua là chưa dùng một lần nào luôn nha quý chị. Có lót thảm sàn sẵn 5D. Xe trang bị động cơ dầu 2.0 Smart Trim thế hệ mới, cho ra công suất ở đó 188 mã lực đi kèm hộp số tự động 8 cấp nha. Lăn quanh mức tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm đây 5 lít 4 đường ngoài đô thị, 6 lít 3 đường hợp và 7 lít 7 đường trong nôi nha. Nó khá hơi tối xíu, anh chị thông cảm cho em nha. Trên tất cả các phiên bản của Tucson thì chỉ có duy nhất động cơ dầu là đi tiết kiệm nhất, nhưng mà cái lại cái giá dầu nó khá là rẻ nha anh chị. Đấy, trải nghiệm xe này phải nói rất là tốt nha. Nếu như mà thích trải nghiệm thì nên cân nhắc xe này. Xe trang bị ghế da màu đen nè, đấy có lót thảm sàn sẵn, cửa gió đàng hoàng ghế thứ hai, có cổng sạc trần là trần sau luôn nha anh chị, anh chủ độ khá là chịu chi nha. Để thảm sàn, đèn led trần sau đầy đủ cho anh chị luôn. Nhược điểm khá lớn trên Tucson dầu hay Tucson dầu á thì chưa được trang bị cửa sổ trời nha. Phiên bản 1.6 turbo thì mới trang bị cửa sổ trời toàn cảnh nha. Nhược điểm khá là lớn luôn, mặc dù giá thành nó mắc hơn trong tất cả các phiên bản nhưng mà không được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Xe trang bị ghế lái chính điện nha. À, chưa có vị trí nhớ ghế nha quý anh chị. Ghế còn khá là sáng mới luôn. Công nghệ trên xe thì miên man luôn, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, PA, hỗ trợ độ đèo, khởi hành ngang dốc, có cảnh báo tiền va chạm, hệ thống hỗ trợ giữa làn đường, có radar phía trước nên là cảnh báo điểm mù trên gương luôn nha, tích hợp trên gương đầy đủ cho quý anh chị luôn. Tay lái vô lăng thiết kế khá là đẹp nha, vô lăng bọc da cho đặc điện, tích hợp khá là nhiều phím bấm luôn, điều chỉnh âm lượng, đàm thoại cánh tay, ga tự động cruise control, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, lẫy số vô lăng,
Ô đâu chuẩn 34.742 km, xe đăng ký lần đầu tháng 2 2022, tính đến nay là tháng 9 2023, hơn 1 năm rưỡi sử dụng thì trung bình mỗi năm đi đâu đó hơn 20.000 km nha anh chị. Mỗi năm đi hơn 20.000 km thì khá là tương đối nha anh chị, tại vì sử dụng xe túc thân dầu thì khá là nhiều anh chị thích đi luôn, đi nó trải nghiệm nó khá là tốt nha, nên là anh chủ trước đi cũng tương đối nha anh chị. Điều hòa tự động hai dùng luôn, màn hình nhìn theo xe tích hợp khá là nhiều tính năng luôn nha, xem phim lướt web nghe nhạc bản đồ thoải mái, điều hòa tự động số khá là nhiều cổng sạc ở đây, và số được tích hợp trên cái bảng điều khiển này là số dạng nút bấm luôn nha anh chị, khá là hiện đại giống như Santa Fe. Có luôn 4 chế độ lái nha, bao gồm Eco, Normal, Sport và Smart. Giao diện đồng hồ thay đổi theo từng chế độ lái khác nhau, khá là nằm mắt luôn. Đấy, sấy ghế nè, sấy vô lăng. Sấy ghế, sấy vô lăng, hệ thống hỗ trợ đảo đều, cảnh báo va chạm phía sau, cam 360, phanh tay điện tử, auto hold. Công nghệ trên xe thì miên man luôn, kể cho một clip thì chắc chắn không hết được em. Rồi, mình cùng đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem nha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo, khối động cơ Smart Trim dầu 2.0, động cơ thế hệ mới, đi khá là tiết kiệm luôn nha, 188 mã lực để kèm hộp số tự động 8 cấp nha anh chị. Đấy, động cơ Smart Trim D thế hệ mới. Ở bác các chị mới nói là nguyên zin nha. Tất cả các xe bên em bán thì đều cam kết chất lượng cho anh chị, xe không đâm đụng, không tai nạn, không thể kích hồ, sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản có một công ty rõ ràng cho anh chị chứ không phải nó mỹ xu nha anh chị, nên là đã bảo cho anh chị yên tâm tuyệt đối khi mua bán và trao đổi xe bên em nha. Xe bên em thì vẫn còn bảo hành cho anh chị 6 tháng hoặc 5.000 km, đặc biệt xe này thì vẫn còn bảo hành hãng cho anh chị đến năm 2027 hoặc là 100.000 km tùy điều kiện là đến trước nha, đó là đảm bảo cho anh chị yên tâm khi mua bán và trao đổi xe bên em. Rồi, động cơ đây luôn, trước mắt anh chị đây là một con Hyundai Tucson dầu phiên bản 2.0 đặc biệt dầu đời 2022, xe đi chuẩn đô hơn 34.000 km, giá hiện tại bên em đang chào bán cho anh chị là hơn 940 triệu, còn thương lượng còn bớt lọc cho anh chị nào thiện chí nha. Xe này thì bên em vẫn còn hỗ trợ cho anh chị vay trả góp từ ngân hàng, định giá theo từ ngân hàng khoảng tầm 65 đến 70% giá trị xe, thì quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em đâu đó khoảng tầm 350 đến 380 triệu là quý anh chị đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ gầm cao máy thoáng số tự động, động cơ dầu đi khá là tiết kiệm và bảy rất là bốc nha quý anh chị, mạnh nhất trong tất cả các phiên bản nha, thiết kế khá là trẻ trung, lịch lãm, sang trọng và có đậm chất về phía công nghệ nha, tại thiết kế khá là góc cạnh nè. Đấy, công nghệ trên xe thì mê ngoan luôn, vô tư dùng cho quý anh chị nha. Rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về chiếc xe này. Hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhấc máy alo trong đất sớm nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số động, gần 70 đầu xe kể cả hai chi nhánh Bình Tân, Thủ Đức bên em. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất cũng như là chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của quý anh chị nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.